Hay. Hay lắm em ơi, hay lắm Tú ơi. Xin chào anh chị em, welcome to Hà Nội, the capital city of Việt Nam. You are watching the smart between for player Vũ Nam, Tú Bột vs Toyo Việt Nam and Hoàng Lô. Hay, một pha chạm lưới cực kỳ xuất sắc của Vũ Nam. Tỷ số hiện tại đang là 40 đều, ô 2. Chào Gia Cát Lốt, chào Lân Đào, cực kỳ Vũ Nam đánh cực kỳ xuất thần. Chào Phạm Văn Quang. 0-0 bóng vàng, lỗi 1. Hay. Rất tiếc một pha trả bóng mất nhịp của Vũ Nam. Bóng ngoài. 1-0 cho đôi Toyo Việt Nam và Hoàng Lô. Hoàng Lô. Vũ Nam tát nhưng mà trượt rồi. Cổ vũ đội nhà tí. Tỷ số hiện tại đang là 0-1. Lỗi 1. Đứng cạnh tôi có Dũng Lê, nhà vô địch của giải Thăng Long Open lần 1. Còn lần 2. Lần 2 còn lâu lắm. Chào anh Tuấn Trần. 15-0. Bóng sau lưng kìa. Giang Carlos chịu khó thả tim và chia sẻ Giang ơi. Gọi hết anh em câu lạc bộ vào đi. 15-0. Giá bóng rất hay của Vũ Nam, tràn lưới cực kỳ nhanh. Ngoài. Tỷ số hiện tại là 30-0. 0-1. Chào Tuyến Chí Đạt, chào anh Long Giấy. Tú Bột và Tú Bột đến từ Hà Đông. Nam Mạc Quai cũng đến từ Hà Đông. Tỷ số là 40-0 cho Nam Mạc Quai. Nam Mạc Quai là chủ của salon Mạc Quai. Nam Thư Mạc Quai. Giá bóng rất hay của Nam, tràn lưới rất nhanh, rất gọn gàng. Smart cực kỳ hay của Tú Bột. Tú Bột có điểm là 710. Tú Bột trước khi đi đánh tennis là sáng là có phải dọn hàng cho vợ, xách nước, rồi là lau bàn, lau ghế, quét nhà, giặt quần áo, cũng giống rồi mũi vậy. Người đàn ông rất đảm đang. Tỷ số là 1-1 cho cả hai đôi vận động viên. Ở giải đấu lần này có một cái điều đặc biệt, đó là ban tổ chức đã quyết định thay đổi tổ trọng tài, sử dụng một tổ trọng tài mới của VTF, rất chuyên nghiệp. Hy vọng sẽ mang đến chất lượng của giải đấu có một tốt hơn. Vấn đề về trọng tài là những vấn đề nhức nhối của giải tennis phong trào từ trước đến nay. Có một thời gian thì chất lượng trọng tài càng ngày càng đi xuống, thì giải đấu lần này thì ban tổ chức đã quyết định thay đổi tổ trọng tài. Chào Đức Đôn Tre, chào Viết Hưởng. Giải này là giải Thái Bình Què, những người con Thái Bình, được tổ chức tại sân 12 Khuất Duy Tiến, thành phố Hà Nội. Nội dung là 1-3-70. Chào Tiến Hà, chào Nguyễn Ngọc Hải, chào Hồ Huy Toàn. Rất hay, rất chắc. Tú hôm nay đánh rất khác so với hôm ra câu lạc bộ ghép thử với Nam. Tỷ số là 0-15, 1-1. Hoàng Đô cầm ra bóng, có chiều cao khoảng tương đương 1m8. Đức Thịnh cố lên em Vũ Nam ơi. Ok anh Thịnh nhé, một pha bắn cực kỳ hay của Vũ Nam. Tỷ số là 0-30. Chào Nguyễn Xuân Minh, Minh Xuân. Lỗi 1. Nhiệt độ trên sân rơi vào khoảng 11 độ C, rất là lạnh. Bình luận viên đứng run rồi. Một pha bóng rất hay của Tú Bột. Đúng rồi, gài lỏng thôi. Hay, một pha kín lưới của Vũ Nam, điểm 0-40. Vũ Nam bọc lưới rất tốt cho Tú Bột. Hay quá Tú ơi, cứ thế thôi. Đúng rồi, Giang Carlos nha. Cố có anh Hoàng Tùng tham gia không em? Không anh Phạm Văn Quang nha. Giải này như không có anh Hoàng Tùng.
Một pha đo bóng ra mang rất nhẹ nhàng của Vũ Nam. Tỷ số là 2-1 cho đội Vũ Nam và Tú Bột. Bóng bên kia em ơi. Trận đấu mà khởi động. Mặc áo trắng là Hoàng Nô Lê. Banner mặc áo xanh là Tôi Yêu Việt Nam. Đội mũ bên kia sân là Vũ Nam. Trang phục Unikilo là Tú Bột. Chào Nguyễn Hường. Chào Mai Trọng Đức. Một pha trả bóng ra hàng rào của Hoàng Nô Lê. À, chào anh Tiến Sport đến từ Thanh Hóa. Đây là anh Tiến Sport này. Vận động viên rất là chăm chỉ đi đánh giải. Toàn một mình một ngựa thôi. Năm ngoái anh Tiến Sport năm ngoái là ứng cử là vô địch. Nhà vô địch của giải đấu này. Chào anh Nguyễn Tấn Tuẩn. Sao cái tên anh này khó đọc quá nhỉ? Tỷ số hiện tại đang là 30-0, 21. Giá bóng một rất hay của Tôi Yêu Việt Nam. Xóa bóng rất hay. Bắt lưới cực kỳ hay của Tôi Yêu Việt Nam. Điểm 30-15. Ui lạnh quá. Đánh anh. Anh có chứ. Nhưng mà 9 giờ mới được đánh. Anh nhìn đánh không? Không, nhìn trình cao không đánh. Hay, một pha xử lý cực kỳ khéo léo của Tú Bột. Một pha gài dọc dây ăn điểm. Bắt vô lê rất hay. Gài trái cực kỳ hay. Chào Lương Khắc Hiếu. Tỷ số hiện tại đang là 40-15. 21. Lỗi chân. Trọng tài bắt rất chuyên nghiệp, rất nhanh. Hay. Tú Bột đến từ Hà Đông. Hay. Phản xạ lưới cực kỳ hay của Tú ăn điểm. Một pha rất là cùa quạng may mắn. Nó phải đi đánh giải, nó phải có may mắn thế các bạn ạ. Thỉnh thoảng nó phải ít gặp mấy nhỉ, ít gặp thôi. Nó đánh ở câu lạc bộ bên kia cơ, nên là câu lạc bộ bên đấy nó có câu lạc bộ riêng, nhưng mà cũng ở Hà Đông. Tỷ số là 3-1 cho đôi Tú Bột và Nam Ngọc Quay. Nam lần này đánh ấy thì chắc hơn nhỉ. Hôm nay rồi, hôm nay vào giải đánh mềm tay, không đoa cắt như mọi khi. Chào Bồng Đắk Nông. Lại là nó đánh hay mà. Nhưng vấn đề là tay nó không giảm được, em hiểu chưa? Nó cứ phải tất tay cơ. Thương mà nó lại giảm được thì lại hay. Nhưng mà vừa mấy quả đánh mềm tay là được, giữ bóng lên được, không ham gắt. Kinh nhỉ. Tỷ số là 1-3. Sao lại 1-4. 1-4 rồi. Sorry mọi người. Hay. Pha bắt lưới cực kỳ hay của hàng Nô Lê. Bắt lưới hay thế gì đó. Bắt bóng chết luôn trên lưới. Chào Nguyễn Đức Đô, chào Ngọc Seven. Tỷ số là 15-0. Bạch Hèn rất hay. Chậm thôi em, đều. Đánh đều, đánh chậm thôi, đừng hoảng. Mà trước xong rồi thì phải có thôi. Anh Đức Thịnh ơi, không nên comment thì anh Thịnh nha. Lỗi một, từ từ nhặt bóng sân đi. Tỷ số là 30-0. 1-4, 30-0. Chào Lý Tuấn Anh. Vua Nhi giải Di Đình này. Anh kia anh Tùng Lê. Ừ, anh Tùng Lê, anh Nhi giải Di Đình. Giải nhất chứ. Giải nhất với Giang Cô. Thành Hoàng cố lên. Ok, Lương Đạt nha. Đôi kia mạnh. Đôi kia là đôi nào Nguyễn Đức Đô ơi. Ơ vừa rồi ai ăn điểm nhỉ? Tự nhiên mày nói chuyện 40-15. Mày nói chuyện với Kiên Benjamin quá. Quên không theo dõi tỷ số. Tỷ số là 1-4, 40-15. Trả bóng ra hàng rào của Tú Bột. 4-2. Nam Mạc Quai cầm game ra bóng tiếp theo. Tiến tới vào sân thi đấu là có bình luận viên Hải Enter. Nhưng mà hôm nay anh sẽ thi đấu với vai trò là Hải mắc sai lầm. Anh Tôi Yêu Việt Nam nghe kêu thắc. À, chào Rồng Đen. Rồng Đen đến từ Thái Bình. Đây là giải đấu của những người con Thái Bình. Một pha gài dọc dây rất hay nhưng mà Tú Bột bắt bài.
Ngoài. Chắc nhờ. Hay lắm lắm ơi. Anh mới chắc nhờ. Đôi này hôm trước tí sát hầm này anh với Hải mặc lên. Đánh cho phát 5-0. Không đánh bảo Nam lốp xem anh. Để chân nhá, dạo này ra cái bóng nó không dám chân, không dám bạch mới nha, dám lại đi. Đừng nói nó. À, chào tiểu rồi mũi, chung rồi. Đấy, đi mua cà phê không là mua cho đại rồi mũi. Đấy, anh đang lại chi rồi quên mất này, không mua cho anh. Dạo này thời tiết lạnh quá nên sương hết cả rồi. Đúng rồi, lên Đức ạ. Lạnh quá. Lạnh nhỉ. Thứ 6 tới sao? Ông Cường qua hay đánh đấy mà. À. Giải tầm 700 à. Ấy, một pha đá bóng xuyên giữa hai phường ăn điểm của tôi Diêm Nam. Tầm 700 à. Đó, 5 chấm đâu thứ gì cơ? À nhưng mà thứ 6 nó nhớ đánh giải viên thì ít mà. Đều 40 rồi đúng không? À 15 đều đúng không? 15 đều. Tự nhiên các cổ động viên đến à các vận động viên đến sân nói chuyện rồi mũi nhờ quá nên rồi mũi phân tâm. Lỗi 1. Ban tổ chức đề nghị các vận động viên đến sân chúng ta qua bàn ăn ở trước kiểm tra thân nhiệt. Đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay. Và bắt lưới rất hay của Vũ Nam. Chào Lương Tây Quy. Lương Trung Quốc à? Hay là Trần Quốc Lương? Hay Tạ Quốc Lương? Này. Tỷ số hiện tại Vũ Nam. Vũ Nam trình 650 nhá, Tùng Dũng Quýt nhá. Đội 1. Từ từ em ơi, cứ bình tĩnh cho người ta nhặt bóng. Hay. Một pha trả ra bóng lỗi của anh Tô Yêu Việt Nam. Tùng Dũng Quýt trình câu lạc bộ anh toàn 650 đấy, giống như anh, giống như Vũ Nam vậy thôi nhá. Cứ ra thử. Hay. Một pha ra bóng như ruồi muỗi. Anh ra một bóng thế. Anh tận đây mà. Điểm bao nhiêu rồi nhỉ? 5-2. Chào Nguyễn Văn Dinh, chào Dũng Inox. Người ta bảo là muỗi đốt Inox thì vừa rồi ở giải móng cái Open. Nội dung 1-3-30 thì ruồi muỗi đã đốt Dũng Inox một phát. Sốt rét luôn. Ok anh ơi, không 650 như 650 em nhá. Tám sớm rất đào. Cái số 8 bóng. Ấy, vẫn còn kìa. Một pha bách hẹn tất tay của Vũ Nam. Bắn thẳng vào Tô Yêu Việt Nam. Điểm 0-15. Pha trước là Tú bột thủ rất tốt sau cú smart của anh Tô Yêu Việt Nam vẫn lốp kịch qua đầu. Phát bóng 2 rất tốt của Hoàng Nô Lê. Đấy, phải phát bóng thế mới xứng đáng với chữ Nô Lê chứ. Điểm 15 đều. Tỷ số đang là 25-15 đều. Tỷ số 25-15 đều Nguyễn Huy nhá. Chào Uông Tùng. Lốp non rồi. Thủ. Vẫn còn kìa. Còn nguyên sâu luôn. Trời ơi, vội quá. Pha smart cuối phong cực kỳ hay của Tô Yêu Việt Nam. Điểm 30-15. 2 năm 30-15. Vận động viên Hoàng Nô Lê này nhìn trông rất giống thanh niên Hưng Nhượng đến từ miền Đông nước Anh. Chào Hợp Gucci. Ấy. Bóng đoà cắm chân Hoàng Nô Lê. Tỷ số là 30. Lạnh quá. Sau trận này em xin định vị qua Zalo anh Phương ơi.
Em có sất sân tennis 12 con di tiến thôi. Hay, bóng vẫn còn kìa. Thôi thôi thôi. Một pha xoa bóng rất lỏng của Vũ Nam. Vũ Nam đánh tốt quá nhờ. Bình thường những cú đa đấy ở câu lạc bộ là em bắn một phát ra hàng rào, nhưng hôm nay em lại xoa rất lỏng, rất bình tĩnh. Vũ Nam điểm bao nhiêu nhờ? 6-50. Tỷ số hiện tại là 30-40. Vũ Nam ở 1-5 tới. Hey, game! Tỷ số kết thúc với tỷ số 6-2 rồi mới đi khởi động đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá. Đấy, tốt đấy. Không ạ. Trái phải chết mấy.